chai xì dầu. Chứ còn ở trong cuối thu đi thì có hộp cơm anh ấy rồi con cho bé mua trong lầu chứ ơi bọn nãy có chỗ nào bán cơm không không cô? Đây là cơm chay á. Vì hiện tại bây giờ là bê xu hiện tại bây giờ chưa có cơm, nên chỉ có bánh không à, nó là cơm không dưới chai xì dầu nha cô. Vậy.